chào các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình nhé. Đây, hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi trải nghiệm Thanh Minh thôi. Hôm nay nhà mình đi Thanh Minh leo đồi. Mình để ông bà ở trên đồi khá là cao nên là leo lên khá là vất vả các bạn nhé. Trời hôm nay nó lại hơi mưa mưa một tí. Đây, mình có thể quay cho các bạn xem nhé. Đường lên này. Đây, các bạn nhìn thấy không? Đấy, đường lên cũng khá là vất vả đấy. Thì hôm nay nhà mình sẽ đi Thanh Minh thôi. Gần như là một năm ấy thì chỉ có một cái dịp Thanh Minh này thôi. Thì sẽ dọn dẹp quanh khu vực này. Sẽ dọn dẹp hết cỏ này. Làm sạch hết. Và đây là những cái lễ để lên Thanh Minh các bạn nhé. Đây này, một bộ ngựa. Các bạn nhìn thấy không? Đây có sớ này, ngựa này. Cái này thì như mình được biết thì cái này là sẽ dâng cho ông thủ công. Đây các bạn nhá. Đây này, mỗi năm chỉ một lần phát thôi nhưng nên là khá là cỏ kia khá là rộng. Bây giờ sẽ phát sạch hết đi. Đây là những cái lễ này là để ấy em cúng thủ công à? Thần linh ở đây. Thần linh. Tí nữa về nhà mới làm nhà mâm. Mới làm cơm cúng các cụ. Mới làm cụ về nhà. Cúng các cụ về nhà các bạn này. Bánh này. Hoa quả. Để cho vào đây. Cái hạt u nó mọc nhiều hơn đấy à? Quả, đưa cái đĩa con. Xôi, bỏ xôi ra. Đây sư cẩm các bạn. Đây là sư cẩm. Bỏ cứ đóng ra. Các bạn nhá, xong hết rồi, dọn dẹp xong sạch sẽ rồi, bây giờ sẽ hóa thôi, hóa ngựa với là sắp đồ các kiểu xong rồi đi về nhà làm cơm đấy các bạn nhá. Về nhà bắt đầu mới làm cơm để cúng các cụ ở dưới nhà. Trên này thì là đốt những cái này sẽ dành cho thổ công hay là các thần ở trên này theo mình được biết. Đây các bạn nhá, dọn dẹp cái này thôi, dọn dẹp sạch sẽ như này thế này thì phải năm sau. Năm 2022 đầu năm thì mình bắt đầu, gia đình mới lại tiếp tục đi. Cái này bây giờ cô cắm lên á, cắm lên hai mộ á. Cái nêu. Cái nêu. Bây giờ mình vừa mới đi ở trên mộ về. Bây giờ sẽ có những cái món ăn để làm để thắp hương ông bà trong gia đình. Đó là nem này. Ở đây tiếp theo đó là giò các bạn nhá, giò thủ ấy. Còn bên cạnh các bạn nhìn thấy đó là một nồi canh măng. Người mẹ mình nấu xong hết rồi. Bây giờ chỉ có múc xong rồi cho lên tí nữa là cúng cụ xong là ăn cơm thôi. Đây các bạn nhá, đây là măng mai đây nhá. Nhìn rất là ngon đấy. Măng này mua ở trong bản đấy. Tưởng bà khác làm. Cái này là mua chứ làm gì? Mua nhưng mua của dân tự làm. Phải không mẹ?
Bố mình hay đi vào trong rừng nên là mua. Họ trong đấy họ phơi bằng cái cót ấy nên là nó rất là sạch, ở trong đấy không có bụi nữa. Đây là cái món sườn xào chua ngọt của mẹ mình. Đấy, món này chỉ có mẹ mới làm đấy. Chỉ có mẹ mới biết làm kiểu này thôi. Còn mình không biết làm món này. Độc quyền. Đây là sườn xào chua ngọt hiệu bà Tuyến. Ừ thật nhở. Đấy, bà Tân Vlog. Đấy, đừng dùng tay. Ô, cái đấy hay mà con còn thích xem. Thằng kia nhiều người xem. Mà chả cần nói đâu mẹ. Đấy, nó có cần thuyết trình gì đâu, người ta vẫn hiểu. Có gì nói đấy. Chín là con còn bỏ một lạng, mẹ về mẹ không được rồi. Hiện tại gia đình mình đã cúng các cụ xong hết rồi. Bây giờ sẽ mời các bạn của mình cùng gia đình mình thưởng thức bữa cơm đi thanh minh nhá. Như mình cũng đã quay cho các bạn rồi, đây bữa cơm đây. Khá là đơn giản thôi, những cái món của người nhà quê. Tắm thì dễ thôi. Cái công mình làm ấy. Công mình làm mất công. Nhưng làm cái xôi này này. Dã giết giết đốt cho xôi này dưới kia là chỉ đi mua cho xong. Em cũng tên nó là muốn là em ăn cái bánh rồi. Thế ăn hết xôi rồi. Đây còn chờ bát rồi này. Mà Sáu đang có ăn cơm đó. Đi về ăn cái bánh. Ăn em. Gà ăn mới ngon. Không béo, cái gà chúng tình là béo ấy nhỉ. Béo mà. Làm miếng nem nè. Làm cái gì thì làm, bây giờ phải làm cẩn thận. Đấy như cái hôm dỗ ông kia là cũng xích nữa cũng bị ngã xe thế này. Nem các bạn. Ngã rồi, chứ không là hôm nọ dỗ cụ đây lại bị ngã đây đấy, đấy là các ông các cụ cảnh cáo ra đấy. Làm miếng sườn xào chua bằng chua ngọt. Em tình không biết làm nữa. Cái gì lớn già rồi chỉ nói thì ai mà nói được. Cái sườn xào chua ngọt mấy chục năm rồi, bây giờ mình cũng biết rồi. Bây giờ cái gì cứ chờ anh làm sao chờ mãi được, cái gì cũng chờ anh rồi. Anh hộ mãi được không? Em mới bảo mình không làm được cái này mới tình mới không làm. Nhưng ngon, cái này ăn với cơm tuyệt vời. Cơm trắng. Đây là cái nào? Cái này cái đầu cái đấy ăn một tí cho đi vào, mình như này, cho bộ máy này, con tay như này này, để bắt, vừa
nếu mà cho rau củ quả nó rất là đẹp luôn. Đúng rồi, ở quê chúng ta làm màu đẹp đấy thôi. Cần xanh xanh như cái kia nhỉ? Đúng rồi, xanh như cái bình gì cả. Video của mình xin tạm dừng ở đây nhé. Hôm nay mình đã chia sẻ với các bạn về ngày Tết Thanh Minh ở nhà mình trên quê hương Trà Mịnh. Bây giờ video của mình đến đây kết thúc, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.